Hơn 99% khách hàng phản hồi là có cuộc sống tinh thần lạc quan tích cực hơn khi treo tranh chúc chỉ Hoàng Pháp Deco Now trong nhà. Có thể bạn chưa biết tranh Hoàng Pháp không chỉ là vật thờ mà còn là vật phẩm phong thủy giúp trấn áp trừ tà, bảo vệ mọi thành viên trong gia đình mình có cuộc sống bình an hơn. Và đây là lý do tại sao Deco Now đang nằm trong top bán chạy và độc quyền sản phẩm trên mọi nền tảng, được HPB và VTV đưa tin là hàng đáng tin dùng. Và đầu tiên phải kể đến quy mô và cơ sở sản xuất. Tại Deco Now, nhân viên được đào tạo chuyên sâu và có am hiểu về Phật Pháp, làm việc trong xưởng rộng hơn 800m² với quy mô sản xuất là 1.000 sản phẩm trên một ngày. Mỗi khâu đều được sử dụng thiết bị máy móc nhập khẩu hiện đại bậc nhất hiện nay. Đội ngũ nhân viên tại văn phòng có tới 2 office khoảng 200m², đầy đủ điều kiện cho nhân viên công ty sáng tạo, tận tâm cam kết đem đến cho quý khách hàng những trải nghiệm sản phẩm dẫn đầu top bán chạy Việt Nam nhiều năm liền. Hiện nay Deco Now có đa dạng kích thước, từ kích thước tròn, kích thước vuông, kích thước đứng, kích thước ngang, cho đến các mẫu đối. Với hàng ngàn mẫu mã tranh độc quyền, mang đậm nét văn hóa Việt Nam và ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện ước muốn của người dùng bình an, may mắn, hòa thuận, thành tâm dâng lên các bậc tổ tiên và các đứng bề trên. Khởi nguồn từ những giá trị truyền thống, truyền cảm hứng đến văn hóa hiện đại, tranh Hoàng Pháp nhà Deco Now như được thổi một luồng gió mới khi áp dụng công nghệ mặt tranh độc quyền hiện đại vào những hình ảnh truyền thống quen thuộc của người Việt Nam như mẫu sen trăng, chim hạc, Phật Pháp, chữ nôm, tranh Hoàng Pháp tại nhà Deco Now có màu vàng đặc trưng của sự thịnh vượng, là biểu trưng của sự tài lộc ấm áp, ngụ ý là hạnh phúc tốt lành. Hỗ trợ vận chuyển từ 2 đến 4 giờ tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nhận thiết kế mẫu theo yêu cầu của khách hàng, trả góp 0% từ 3 đến 12 tháng. Chính vì thế khi treo tranh chúc chỉ in Hoàng Pháp trong nhà sẽ giúp không gian và bàn thờ trở nên ấm cúng, trang nghiêm hơn. Từ đó sẽ giúp thu hút vượng khí, chiêu tài chiêu lộc và gặp vạn sự như ý. Tất cả sản phẩm của Deco Now được in ấn với công nghệ tốt nhất và hiện đại nhất. Chúng tôi cam kết không quảng cáo, phóng đại sai sự thật. Không in trên vải nhám rẻ tiền, mặt tranh mờ hay đèn led kém chất lượng. Sản phẩm được kết hợp với kỹ thuật in 3D bằng công nghệ độc quyền, sáng chế với ánh sáng nổi trên tầng họa tiết đen xen với ánh sáng nền xuyên qua mặt tranh, tạo nên một điểm nhấn là sự kết hợp vô cùng độc đáo, giúp cho bức tranh có chiều sâu và độ nét cao, tinh tế và có hồn hơn. Dòng tranh Hoàng Pháp tại Deco Now đặc biệt có thêm các mẫu tranh phong thủy cho khách hàng, tranh 8 vị Phật bản mệnh cho 12 con giáp, tranh ngũ hành kim thủy mộc hỏa thổ giúp công danh đủ đầy, tài lộc đầy nhà, tranh chứng ách ngũ hành bát quái theo tuổi cầu an, may mắn, tranh tương sinh phú quý cho tất cả các tuổi, tranh thang ca thờ Phật mật tông. Mặt tranh được in trực tiếp trên mica nhập khẩu, tạo hiệu ứng tráng gương đẹp, sáng bóng như kính, nhưng bền và không dễ vỡ như kính, nhẹ nhàng bền bỉ và chịu được nhiệt độ cao, không giòn dễ nứt hay vỡ. Cách điện, cách nhiệt, chịu được nhiệt nóng mà không đục hay vàng mặt tranh, chịu được tác động vật lý lên tranh, nhẹ nhàng khi treo tranh, cam kết bền màu lên đến 10 năm sử dụng. Mỗi sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng không thể không nói đến tâm huyết của ban lãnh đạo cùng sự nhiệt huyết của toàn thể nhân viên, cùng lắng nghe tiêu chuẩn trong công việc mà mỗi nhân sự Deco Now tuân thủ nhé ạ. Chuyên ngành chính của em là thiết kế đồ họa, giáo là nguồn cảm hứng vô tận của em. Khi vẽ, em thả mình và mang đến giá trị thật cho khách hàng, cảm nhận được sự bình an và trung tính qua từng nét vẽ, mang hình ảnh Đức Phật, chư vị Bồ Tát cùng sự an lạc đến cho khách hàng. Mục tiêu của em là có thể chia sẻ và đưa hình ảnh Đức Phật đến cho thật nhiều người ạ. Em chào chị. Với cương vị là nhân viên lâu năm ở vị trí là chăm sóc khách hàng á, mình có một xíu cảm nhận về vị trí công việc này, thì em biết được không?
bằng sự hiểu biết về chất lượng sản phẩm này cũng như những chất liệu so với những cạnh tranh trên thị trường khác, thì chị cảm thấy là những cái sản phẩm của mình nó đạt về yếu tố thẩm mỹ và về chất lượng cũng như là phong thủy cho khách hàng luôn. Cho nên là chị luôn muốn tư vấn cho khách hàng hiểu được là những cái sản phẩm của mình mang đến cho khách hàng không những về giá trị bình thường mà còn là những cái giá trị tâm linh nữa. Thì đâu là điểm khác biệt giữa bên mình với lại các thị trường khác? Thì đối với cái cách chăm sóc khách hàng bên Deconel và những bên khác, thì Deconel mình nó luôn tư vấn cho khách hàng rồi ghép tranh sẵn lên bàn thờ cho khách hàng để mà khách hàng hình dung được khi mà họ nhận hàng về thì họ sẽ sử dụng cái tranh như thế nào để phù hợp khi mà họ đặt lên bàn thờ hoặc là họ treo trang trí trong nhà. Ngoài ra thì còn những cái chính sách ưu đãi nè, thì bên mình nó luôn chia sẻ và tư vấn tận tình để khách hàng nó luôn nhận được những cái giá trị tốt nhất khi mà họ mua sản phẩm tại Deconel. Với những khách hàng mà từ xa thì mình có những cách tư vấn nào cho khách hàng họ dễ mua hàng? Đối với những khách hàng từ xa thì ban đầu mình sẽ tư vấn gửi mẫu để khách lựa mẫu. Sau đó nếu mà khách muốn xem kỹ hơn thì bên mình sẽ gọi trực tiếp cho khách luôn. Và mình sẽ tư vấn những cái sản phẩm đó là trước khi bật đèn như thế nào, sau khi bật đèn như thế nào, để khách hiểu rõ hơn được đó, là cái sản phẩm của mình nó tốt ở cái phần nào, để tránh khách hàng tránh mua lầm những cái sản phẩm kém chất lượng ở những cái bên khác. Thì rồi, cảm ơn những chia sẻ của chị. Với quy trình sản xuất khép kín và đội ngũ thợ lành nghề có kỹ thuật cao với nhiều năm kinh nghiệm, hãy cùng Deconel xem nhân viên xưởng Deconel có gì đặc biệt nhé. Chào Đảng, với tư cách là nhân viên kỹ thuật điện thì Đảng có thể chia sẻ mình số quan trọng khi mình làm nghề không? Với tư cách là một nhân viên kỹ thuật điện, mình buộc phải tối ưu cho người tiêu dùng về mặt tiết kiệm điện năng nhất có thể, vậy nên mình rất tự tin về tính an toàn và tiết kiệm trong từng sản phẩm tại Deconel. Điều sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ, không xảy ra tình trạng đồ điện điện làm ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Hiện tại bên mình đang sử dụng hệ thống đèn LED V3 chất lượng cao với tiêu chuẩn là ISO, giúp cho tranh được tỏa sáng đều, ấm áp, góc chiếu rộng. Đặc biệt nguyên vật liệu ở đây được chọn lọc kỹ lưỡng, thân thiện với môi trường, không sản sinh ra chất độc hại như là tia cực tím, tia hồng ngoại, và cực kỳ thân thiện với người tiêu dùng và cũng như những người lắp đặt. Chào Đông, với cương vị là nhân viên lâu năm ở vị trí in ứng, mình có thể chia sẻ một xíu về công việc của mình hiện tại không? Chào em chị, em chào chị, em làm nhân viên ứng bên Deconel. Bên mình hiện tại đang sử dụng công nghệ hiện đại trên UV với độc quyền chỉ có tại Deconel. Hiện tại bên mình đang sử dụng một in 100% về từ Nhật Bản. Với chất lượng in thì chị thấy luôn tạo nét và độ sâu nhất có thể của tranh. Đó là cũng có thể nói là sự khác biệt giữa tranh mình và tranh trên thị trường đúng không Đông? Dạ. Thì không biết là hiện tại với vị trí của mình đang làm thì có đang gặp khó khăn nào không chị? Hiện tại bên mình đã không có nhiều khó khăn, bởi vì bên mình đã tối ưu hiện đại với tất cả quy trình và làm cho tranh luôn chất lượng nhất và đảm bảo chất lượng tinh nhất đến với tay khách hàng. Đúng là một sự khác biệt lớn ha. Với bản thân em thì cũng đang trao dồi và học hỏi thêm rất nhiều kiến thức về in và cải thiện dần ngày và dành cho Deconel. Em luôn tự hào về chất lượng tranh bên Deconel. Ok, vậy cảm ơn Đông đã trả lời câu hỏi phỏng vấn của mình ha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, em chào anh Tân. Chào em. Với tư cách là nhân viên làm lâu năm tại Deconel thì anh có thể cho em biết một số điểm khác nhau giữa tranh của Deconel và tranh trên thị trường không anh? Được chứ em. Vậy bây giờ anh xin giới thiệu sản phẩm bên Deconel được làm chất liệu như thế nào cho quý anh được hiểu rõ ha. Bên Deconel về phần tranh chất liệu, về khung tranh chất liệu được làm từ nhựa PE composite cao cấp, có độ cứng cao, có tính chống da đập, với lại là nó không dẫn điện nữa, với lại là cái phần thẩm mỹ, tính thẩm mỹ rất cao, có nhiều màu sắc cho mình lựa chọn, có nhiều sự lựa chọn. Mặt tranh được in trực tiếp trên mica nhập khẩu, có hiệu ứng tráng gương, sẽ đẹp và sáng bóng như kính nhưng không hề dễ vỡ như kính, chịu được nhiệt cao, không dễ bị giòn nứt, có thể chịu được tác động vật lý lên tranh dễ dàng khi treo tranh, có độ bền màu cao lên đến 10 năm sử dụng, cho dù sử dụng lâu cũng không bị đục vàng màu tranh. Mặt tranh chống chịu lực của nhà Deconel sẽ như thế nào? Hai, test đổ nước vào mặt tranh.
3. Test vẽ bút vào mặt tranh. Lan lõi từ thành thị đến nông thôn, Decornow hướng tới sản phẩm tranh đèn quốc dân, đem an lành đến không gian nhà Việt. Đội ngũ Decornow luôn tâm huyết với từng sản phẩm để mang đến cho quý khách hàng không chỉ là một sản phẩm trang trí mà đem theo đó là giá trị tâm linh thành kính. Tranh Hoàng Pháp nhà Decornow còn là một món quà ý nghĩa giúp bạn tự tin khi trao quà đến người thân, bạn bè, các đối tác hay là quý nhân. Hãy để món quà tại Decornow thể hiện cái tâm của bạn trên hành trình kết nối của cuộc sống với những chính sách chưa bao giờ có. 1. Giảm 5% cho khách hàng khi mua tại showroom. 2. Những thiết kế theo yêu cầu. 3. Trả góp 0% lãi suất từ 3 đến 12 tháng. 4. Giao hỏa tốc 2 giờ tại thành phố Hồ Chí Minh. Cùng chính sách bảo hành, hậu mãi vô cùng hậu hĩnh, bảo hành phần cứng 2 năm, đèn LED 1 năm và bảo hành mực in lên đến 10 năm, cam kết siêu bền màu, không bong chóc hay nổi móc mặt tranh. Với giá cả hợp lý và là thương hiệu đáng tin dùng được HTB và VTV đưa tin, Decornow rất tự hào khi đã sản xuất ra hàng ngàn sản phẩm giúp cải thiện không gian thờ gia đình Việt và cả các khách hàng quốc tế như là Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc. Mỗi sản phẩm chúng tôi làm ra từ tâm, từ đức. Decornow sáng tạo, bạn tận hưởng.